tuyển Việt Nam được lì xì ở buổi tập đầu tiên dịp năm mới. Ở buổi tập chiều ngày đầu năm mới 1-1, các thành viên đội tuyển quốc gia được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Trần Quốc Tuấn lì xì. Trước khi tập, tuyển Việt Nam có buổi họp nhanh với Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ông Tuấn gửi lời chúc mừng năm mới 2023 tới toàn đội, đồng thời nói về nhiệm vụ trọng tâm AFF Cup 2022 của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây là buổi tập đầu tiên của năm mới nên ông Tuấn lì xì cho toàn đội. Theo tìm hiểu của Dinh, mỗi phong bao lì xì chứa 5 triệu đồng. Ông Tuấn trao những cái bắt tay nồng ấm cho từng tuyển thủ. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam. Các tuyển thủ vui vẻ cất lì xì rồi bắt đầu buổi tập. Tuyển Việt Nam hiện tập trung cho chiến dịch AFF Cup 2022. Sau 3 trận đã đấu, đội có 7 điểm, rất nhiều cơ hội vào bán kết. Quang Hải tập với miếng dán bảo vệ ở đùi trái. Sau chấn thương nhẹ hồi đầu giải, Hải còn chưa có phong độ tốt nhất. Ngược lại, Văn Hậu ngày càng thể hiện tầm quan trọng ở hàng thủ. Thiếu vắng cầu thủ như Văn Hậu khiến sức mạnh của tuyển Việt Nam suy giảm, với ví dụ điển hình là trận hòa 0-0 trước Singapore hôm 30 tháng 12. Quế Ngọc Hải bất ngờ phải tập riêng. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết Hải không gặp vấn đề gì nghiêm trọng mà chỉ cần hạn chế vận động mạnh. Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trận cuối bảng B với Myanmar vào ngày 3 tháng 1 trên sân Mỹ Đình.